Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những bản tin cập nhật, những thông tin mới nhất được ban biên tập của chúng tôi cập nhật trên kênh Tin Mới. Sau đây là thông tin chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Trải dọc chiều dài lịch sử thế giới từng ghi nhận rất nhiều cơn mưa quái dị. Những cơn mưa bình thường đã không còn là điều gì xa lạ với chúng ta. Nhưng trên thế giới vẫn có một số cơn mưa đặc biệt như mưa cá hay mưa nhện hay thậm chí là mưa tiền. Bạn có thể đã nghe nói về điều này, nhưng có một trận mưa chắc chắn bạn chưa bao giờ nghe nói, đó là mưa máu. Trận mưa kinh hoàng xảy ra tại Trung Quốc, những cơn mưa máu ma quái từ bầu trời của người Trung Quốc. Cuối tuần qua, nhiều hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy cơn mưa kỳ lạ có màu đỏ như máu đã trút xuống thành phố Liêu Ninh ở đông bắc Trung Quốc. Hơn nữa, trận mưa máu ở Trung Quốc kéo dài liên miên trong gần 2 tháng. Toàn bộ bờ biển bị nhuộm đỏ, quần áo của ngư dân địa phương cũng bị nhuộm đỏ, thậm chí lá cây trên cây cũng bị nhuộm đỏ, khiến cho nhiều người cảm giác ớn lạnh sống lưng. Một số người cho ngày tận thế đang đến gần. Những người khác cố gắng phủi bỏ sự tiêu cực và cho rằng mưa màu đỏ tượng trưng cho màu sắc của lá cờ Trung Quốc. Nhưng sự thật về cơn mưa màu máu này là như thế nào thì vẫn là dấu hỏi lớn chưa có lời giải đáp. Các nhà khoa học cũng bất lực trước hiện tượng này. Mưa nhện ở Trung Quốc. Một cư dân mạng sống ở Tứ Xuyên, Trung Quốc từng bày tỏ sự tuyệt vọng trên Weibo rằng có mưa nhện đổ xuống nhà của anh ta. Hàng nghìn con nhện rơi xuống sân, trên mái nhà và hầu như ở khắp mọi nơi. Anh ấy sợ đến mức không dám ra ngoài. Thực tế thì Trung Quốc là thiên đường của các loài động vật. Không chỉ có loài nhện này mà còn có rất nhiều loài động vật như rắn hổ tử thần, rắn hổ phương đông. Bí ẩn về cơn mưa kỳ lạ thật kinh hoàng, mưa thiên thạch Cát Lâm. Năm 1976 được định mệnh là một năm phi thường, các nhà lãnh đạo quốc gia Mao Chủ tịch, Chu Ân Lai và Chu Đệ lần lượt qua đời. Trận động đất ở Đường Sơn đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm nghìn người. Năm nay là một năm vô cùng đau thương đối với người dân Trung Quốc. Cũng trong năm nay, một trận mưa sao băng hiếm gặp đã xảy ra ở Cát Lâm, đất nước Trung Quốc. Ba thiên thạch đã đáp xuống Cát Lâm. Mọi người đồn đoán rằng ba thiên thạch này là Zhou, Zhu và Tập. Liệu bí ẩn về trận mưa thiên thạch Cát Lâm báo trước Đường Sơn sau này, trận động đất lớn, sau khi Chủ tịch Tập biết tin, ông cũng kêu gọi tử, mưa sắc thịt. Và ngày hôm nay mùng 1 tháng 8, máu thịt từ trên trời rơi xuống trang trại của ông Giang ở khu tự trị Tây Tạng trong vài phút, bao phủ 8 mét vuông mặt đất. Hôm đó trời đẹp, không có gió, thịt tươi ở dạng hạt và sợi nhỏ, dài khoảng 2,45 đến 15,24 cm, có một số lông tơ. Trước đó, một bài báo trên tờ South China Morning Post và hiện tượng này cũng đề cập rằng máu và thịt cũng đã rơi xuống Hắc Long Giang trước đó 2 tháng. Ngoài ra còn có nhiều cơn mưa kỳ lạ, quá nhiều để liệt kê. Nhưng không ai có thể hiểu được cơn mưa kỳ lạ này được hình thành như thế nào, kể cả các nhà khoa học của chúng ta. Từ Trung Quốc đến Ấn Độ, các báo cáo về mưa dưới dạng cá liên tục xuất hiện. Các loài động vật nhỏ như cá, ếch và rắn thỉnh thoảng thả xuống bất ngờ từ trên không, đôi khi cách xa mặt nước hàng dặm. Các nhà khoa học giải thích rằng những cơn lốc xoáy trên biển, xoáy trên hồ hoặc đại dương có thể mang theo nước và mọi thứ trong đó thành mây. Gió mạnh trong những đám mây bão này mang các vật thể bị cuốn vào trong một khoảng cách xa và đổ chúng vào những người hoặc các tòa nhà không được chuẩn bị trước. Mực nước đập Tam Hiệp dâng cao hơn 160,5 mét khiến cư dân vùng hạ lưu hoảng sợ. Kể từ đầu tháng 7, Trung Quốc đã trải qua rất nhiều những trận mưa xối xả đáng kinh ngạc trong nhiều ngày. Không chỉ khiến mực nước đập Tam Hiệp tăng cao mà còn gây ra áp lực nước bên trong đập quá lớn, được nghi ngờ là nguyên nhân gây ra biến dạng thân đập. Trước sự việc này, chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ra lệnh xả lũ để làm giảm áp lực thân đập. Bất ngờ là mực nước không giảm mà ngược lại còn tăng lên. Mực nước không chỉ vượt quá 160m đến 162,31m mà sản lượng nước cũng sụt giảm rất nhiều. Từ hơn 33.000 mét khối mỗi giây trong vài ngày trước xuống 20.100 mét khối mỗi giây. Nhưng tin tốt là lượng nước hiện tại đã tạm thời trở về không và đập Tam Hiệp dự kiến sẽ giảm một chút trong ngày hôm nay. Mực nước hiện tại của đập Tam Hiệp đã được công bố trên trang web Thủy văn Sông Dương Tử vào lúc 9 giờ sáng hôm nay. Mực nước hiện tại là 162,31m, hôm nay giảm một chút. Với mực nước của đập Tam Hiệp vượt quá 160m, nhiều cư dân mạng bày tỏ rằng biến thành công viên nước lớn nhất thế giới. Thủy quái chạy khắp đường, hãy gọi lại cho tôi khi hòn ngọc phương Đông bị choáng ngợp. Và thị trấn nước tuyệt đẹp ở phía nam sông Dương Tử, Jeju có thể hợp tác xây dựng.
một công viên nước, nhưng có những cư dân mạng khác cho rằng không ai quan tâm, nó thực sự bị hỏng và hãy đến lần nữa. Người Trung Quốc đừng quan tâm nữa, chỉ có người Đài Loan là nghèo và chán thôi. Mực nước của đập Tam Hiệp tăng cao hơn 160m và đạt mức 162,31m. Lượng mưa lớn ở trung và thượng lưu sông Dương Tử kể từ tháng 7 không chỉ khiến mực nước đập Tam Hiệp tiếp tục dâng cao mà còn gây ngập lụt nhiều tỉnh. Chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bắt đầu xả lũ vào ngày 30 tháng 7, gần 2 tuần trước. Tin tốt là mực nước giảm nhẹ chỉ mới được thông báo vài ngày trước. Không ngờ mực nước đã nhiều lần lên mức cao mới trong 2 ngày qua. Cư dân mạng gọi đùa đập Tam Hiệp là máy gia tốc lũ. Đập Tam Hiệp phát nổ, một ngày 2 trận động đất vùng lòng hồ, dân cư hạ nguồn giật mình thon thót. Chuyên gia về động đất của Trung Quốc Fan Tian Lao Wang đã dự đoán rằng một thảm họa có thể xảy ra ở lưu vực sông Dương Tử vào ngày 2 tháng 8. Tình huống có thể xảy ra nhất là lũ lụt sau trận động đất cuối cùng sẽ dẫn đến sự sụp đổ của đập Tam Hiệp. Thật trùng hợp, hai trận động đất đã xảy ra ở Trung Quốc vào sáng sớm qua, bao gồm một trận động đất mạnh 6,1 độ Richter ở Đường Sơn, Hà Bắc và một trận động đất mạnh 3,6 độ Richter ở Vũ Sơn, Trùng Khánh. Cư dân lại một lần nữa dấy lên lo ngại về sự an toàn của đập Tam Hiệp. Theo dữ liệu từ mạng lưới điện chấn Trung Quốc, một trận động đất mạnh 6,1 độ Richter xảy ra ở quận Gue, thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc lúc 6 giờ 38 phút ngày hôm qua và một trận động đất mạnh 3,6 độ Richter cũng xảy ra ở huyện Husan, Trùng Khánh vào lúc 2 giờ 30 phút cùng ngày. Theo Jinko Ai đã viết trên Twitter rằng một trận động đất xảy ra ở Vũ Sơn, Trùng Khánh là vùng lõi của khu vực hồ chứa Tam Hiệp. Trận động đất từng ở Nghi Tân, Tứ Xuyên bên ngoài hồ chứa Tam Hiệp, nhưng bây giờ nó đã chuyển xuống đến khu vực hồ Tam Hiệp. Xu hướng này không ổn rồi. Trận siêu lũ năm nay diễn ra trên cả lưu vực, không biết đập Tam Hiệp chịu được bao nhiêu trận động đất nữa. Một bài đăng khác chỉ ra một trận động đất đã xảy ra ở Vũ Sơn trong khu vực hồ chứa Tam Hiệp. Một là đến từ Tam Hiệp và một là ở khu vực Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, nơi có bóng của trận động đất Đường Sơn năm nay. Trung Quốc đã từng bị bao vây bởi nạn dịch, lũ lụt, cao cao và động đất. 10 đại dịch của Chúa còn khốc liệt hơn. Nhìn lại năm 2022, thế giới dường như không mấy yên bình, thiên tai như cao cao và mưa đá ở Đông Bắc Quế Lâm, Vân Nam. Dù là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay thảm họa được tiên đoán trong sách cổ của Trung Quốc đã trở thành sự thật, nhưng với sự ồn ào về sự cố vỡ đập Tam Hiệp, người dân Trung Quốc đang rất lo lắng. Trận động đất khổng lồ và đêm khuya ở Nhật Bản, một trận sóng thần cao 30m nhấn chìm hòn đảo và giết chết 100 người. Vào ngày này trong lịch sử năm 1993, một trận động đất đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía tây nam của Hokkaido, Nhật Bản. Nó xảy ra vào lúc 10 giờ 17 phút theo giờ địa phương lúc nửa đêm. Cường độ của trận động đất được tính là 7,8 độ Richter và ước tính cường độ tối đa là 6 trận động đất mạnh. Một đám cháy và một trận sóng thần lớn đã bùng phát trên đảo Okuzuri gần tâm chấn, khiến 230 người thiệt mạng và mất tích. Trận động đất này còn được gọi là trận động đất ở đảo Okuzuri. Trận động đất ở đảo Okuzuri gần như đã phá hủy hòn đảo. Cơ quan khí tượng và NHK đã ban hành tin tức sóng thần sau trận động đất. 5 phút sau trận động đất, 10 giờ 22 phút giữa đêm, cơ quan khí tượng đã ban hành cảnh báo sóng thần cho bờ biển Nhật Bản ở Hokkaido. Toàn bộ khu vực của 4 hòn đảo phía tây của Hokkaido và bờ biển Nhật Bản trong vùng Tohoku. Cảnh báo sóng thần cũng đã được ban hành cho Hokkaido và bờ biển Thái Bình Dương của vùng Tohoku cũng như bờ biển ở biển Hokkaido. Trong vòng 2 đến 3 phút sau trận động đất, đợt sóng thần khổng lồ đầu tiên đã đến phần phía tây của đảo Okuzuri. Sau 5 phút đến 7 phút, một trận sóng thần cực lớn cũng ập đến nhà máy thủy điện ở khu vực Jaunai. Vùng phụ cận của Cape Mojuta ở phía đất liền của Hokkaido cũng bị ảnh hưởng bởi một trận sóng thần lớn khoảng 5 phút sau trận động đất. Trận sóng thần khổng lồ thứ hai đã đổ bộ vào phía tây của đảo Okuzuri 10 phút sau khi cơn sóng thần đầu tiên đến và trận sóng thần cũng khiến đảo Okuzuri bị chìm. Trên đảo thường xuyên xảy ra hỏa hoạn và 5.000 ngôi nhà bị sóng thần cuốn trôi, 9 đám cháy bùng phát ở khu vực Kimiao. Sau khi sóng thần ập đến, lúc đó sức gió từ phía đông bắc là 10m khiến đám cháy lan nhanh. Khoảng 10 giờ 40 phút giữa đêm, khách sạn Kimiao North bắt đầu bốc cháy. Đến 12 giờ 30 phút sáng, đám cháy cũng bùng phát tại nhà kho và căng tin của hợp tác xã thủy sản. Cuối cùng, đám cháy mở rộng ra diện tích khoảng 5 hectare và thiêu rụi 192 ngôi nhà. Tại khu vực Kimiao, chỉ có 17 ngôi nhà không bị cháy và những ngôi nhà khác bị hư hại. Đảo Okuzuri không có máy đo địa chấn và thảm họa đã được đài quan sát cũ ở thị trấn Sutu, Hokkaido báo cáo.
và cường độ 4 đã được quan sát thấy ở thị trấn Sutu. Số người chết cuối cùng là 201 người, trong đó có một người ở tỉnh Aomori, 29 người mất tích và 323 người bị thương, 601 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn, 408 ngôi nhà bị phá hủy một phần, 5.490 ngôi nhà bị phá hủy toàn bộ, 192 ngôi nhà bị cháy và 455 ngôi nhà bị ngập trong biển nước. Hiện nay, đảo Okushiri được mô tả là một hòn đảo tái sinh. Phía bắc của đảo là khoảng 30cm và phía nam của đảo là 60cm đến 70cm. Vào năm 2013, phần phía nam của đảo đã được quan sát. Sau khi trải qua trận động đất tại thời điểm đó, dự báo sóng thần được nhanh chóng. Các mạng lưới quan sát động đất địa phương đã được thiết lập và các bảo tàng động đất cũng được thành lập để chia buồn với những người đã chết trong thảm họa tại thời điểm đó. Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông để nhận những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!